ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp sản xuất bia rượu trên địa bàn tỉnh, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt thấp, dẫn đến nộp thuế tiêu thụ đặc biệt giảm. Theo Cục Thuế tỉnh, tháng 1 năm 2020, các doanh nghiệp sản xuất bia rượu, nước giải khát trên địa bàn tỉnh nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đều giảm sản lượng và nộp thuế so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, đáng chú ý là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia rượu Nước giải khát Hà Nội, nếu như tháng 1 năm 2019 nộp trên 55 tỷ đồng, thì sang tháng 1 năm nay chỉ nộp được trên 30 tỷ đồng. Sau Tết Nguyên đán thì hầu như các công ty bia như mọi năm, thì cái sản lượng tiêu thụ nó giảm, nó ít hơn so với các tháng trong năm rất là nhiều. Năm nay thì đặc biệt là có một cái dịch COVID-19 nên là sản lượng còn giảm hơn năm trước. Nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi đang hy vọng là khi khống chế được dịch với cái giá trị thương hiệu bia Hà Nội thì chúng tôi lại tiếp tục có cái sự phát triển. Còn Công ty Cổ phần Rượu bia Nước giải khát Aroma, tháng 1 năm 2020 chỉ nộp trên 6 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, bằng 48% so với năm 2019. Do sản lượng giảm 45%, sản xuất ra không tiêu thụ được, hiện nay chỉ sản xuất cầm chừng và bắt đầu cho công nhân nghỉ việc. Đến hiện nay thì chúng tôi đang bị sụt giảm tầm đến 50-60% về doanh số. Và nhất là sau kỳ Tết Canh Tí thì hoàn toàn là các nhà phân phối và các cửa hàng họ đã không nhập sản phẩm. Hiện tại bây giờ với cái nhân sự của công ty thì chúng tôi đã cắt giảm đến gần 50% cho nghỉ ở nhà và hưởng một cái chế độ hỗ trợ một chút công ty. Trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp sản xuất bia rượu. Trong tháng 1 năm 2020, các doanh nghiệp này nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trên 37 tỷ đồng, bằng 55% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của tình trạng này là từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, sản lượng tiêu thụ bia sẽ giảm đáng kể so với năm ngoái. Cùng với sự lây lan của dịch COVID-19, người tiêu dùng sẽ dành ít thời gian hơn ở chỗ công cộng và tụ tập. Điều này cũng gây bất lợi cho các doanh nghiệp sản xuất bia rượu. Được biết, năm 2019, các doanh nghiệp này đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 10% tổng thu ngân sách của tỉnh. Trước những thách thức lớn như vậy, để đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như thu hút nhiều khách hàng, rõ ràng các doanh nghiệp này cần có sự chuẩn bị thay đổi chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.